Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trương Vân Nam, đại diện kinh doanh đại lý xe Mercedes-Benz Haxaco 46 Láng Hạ. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa các bạn cùng trải nghiệm về một mẫu xe hoàn toàn mới, mẫu C-Class All New và cụ thể là chiếc C300 được nhập khẩu nguyên chiếc ngay đây. Và mẫu C300 cũng như là C-Class All New sẽ cùng với những người anh đó là S-Class All New sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới về công nghệ và thiết kế, không chỉ của Mercedes-Benz mà là công nghệ của ô tô thế giới. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn về thiết kế của chiếc xe C300 này, đó là thiết kế AMG hoàn toàn mới. Các bạn có thể thấy ở đây có rất nhiều đặc điểm mới, đó là những hốc gió lớn hơn so với những phiên bản trước. Đặc biệt là mặt ca lăng được thiết kế hoàn toàn mới với những ngôi sao ba cánh được thiết kế cực kỳ tinh tế và đẹp mắt, giúp chiếc xe trở nên hiện đại hơn. Ở phía trên này là nắp capo với những đường gân dập nổi. Đây là tiêu chuẩn của thiết kế AMG mới, giúp cho chiếc xe trở nên khí động học hơn và trông khỏe khoắn hơn so với những phiên bản trước đây. Đèn pha Digital Light được trông đợi nhất từ trước đến giờ. Cụm đèn pha Digital Light này, để mà so sánh với multi beam thì cụm đèn pha này thông minh và nhanh hơn gấp 100 lần so với cụm đèn pha multi beam trước đây. Vẫn là chiếu sáng xa nhất thế giới 650 m, nhưng điểm đặc biệt là cụm đèn pha này sẽ sử dụng thêm cả phần mềm nữa. Khi mà bạn update phần mềm có những công nghệ chiếu sáng mới thì cụm đèn pha này cũng sẽ vẫn sử dụng được và được update những cái công nghệ mới vào đây. Cùng di chuyển sang bên phía hông xe, chúng ta có thể thấy ở đây điểm đặc biệt và bắt mắt nhất đó là la răng của chiếc C300 được nhập khẩu này. La răng 19 inch được thiết kế cực kỳ bắt mắt. Tôi nhận thấy đây là mẫu la răng mà đẹp nhất từ trước đến giờ của mẫu C300. Ở bên phần hông xe, ta có thể thấy những đường viền nổi được thiết kế từ phía bánh trước sang bên bánh sau. Ngoài ra phần pavolet này cũng được thiết kế hoàn toàn mới, giúp cho chiếc xe có cảm giác luôn luôn di chuyển. Kể cả đang đứng im như thế này, chúng ta cũng vẫn có cảm giác như là chiếc xe đang tiến lên phía trước. Cụm gương cũng được thay đổi với camera 360. Mở cửa ra chúng ta sẽ có đèn chào đón, logo Mercedes cực kỳ đẹp mắt. Ở phần đuôi xe, chiếc C300 AMG cũng mang đậm phong cách thiết kế mới của AMG, đó là những hốc gió cực kỳ lớn. Cùng với đó là hai ống xả được liên kết với nhau bằng những thanh mạ chrome cực kỳ đẹp mắt. Ở trên này đó là cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu được thiết kế hoàn toàn mới, trải dài sang hai bên, giúp chiếc xe có cảm giác là rộng hơn và cực kỳ là bắt mắt khi mà chúng ta nhìn được phía sau. Ở phần cốp xe, tôi nhận thấy là ở phần cốp xe cũng rộng hơn và sâu hơn so với cái phiên bản C300 trước đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần khoang nội thất, đó là những cái gì mà đặc biệt nhất của chiếc xe. Về khoang nội thất của chiếc C300 AMG, chúng ta có thể thấy nó là một phiên bản hoàn toàn mới, cho nên là tất cả đều mới. Tất cả những cái nút cơ trước đây đã chuyển thành những nút cảm ứng hết rồi. Đặc biệt là thiết kế không còn gì để chê nữa cả, bởi vì là từ hệ thống đèn viền, từ vô lăng, từ hai màn hình, rồi cả phong cách thiết kế của nó nữa, cực kỳ đẹp mắt. Đây các bạn có thể thấy đây, ba phong cách thiết kế cực kỳ mới và đẹp mắt. Ở phần cánh cửa chúng ta có thể thấy vẫn là những nút chỉnh ghế như trước đây, nhưng chúng ta đã loại bỏ những cái phím cơ rồi. Đây gần như là những cái nút, chỉ là nút chạm thôi. Vẫn là nhớ 3 vị trí ghế này. Thiết kế tay nắm cửa cũng hoàn toàn mới, giúp chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Đặc biệt là về phần vô lăng được thiết kế cực kỳ chắc chắn và êm. Tất cả những cái nút điều khiển đều được thiết kế hoàn toàn mới, đẹp mắt hơn, thể thao hơn và hiện đại hơn. Cửa gió cũng được thiết kế hoàn toàn mới theo phong cách tua bin, và ở trong này cũng có đèn. Ở vị trí trung tâm chúng ta có thể thấy phong cách thiết kế của nội thất chiếc xe C300 AMG hơi hướng về phía người lái, giúp chúng ta có cảm giác là chiếc xe sẽ quan tâm đến mình hơn. Và đặc biệt là hệ thống giải trí MBUX thế hệ thứ 2 kết hợp với màn hình 11,9 inch. Được tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, giúp chúng ta sử dụng chiếc màn hình này như một chiếc điện thoại cá nhân của mình vậy. Đặc biệt là những cái nút cảm ứng trước đây được thiết kế ở đoạn này sẽ không còn nữa, mà được đưa vào cái màn hình này luôn. Những cái nút cơ sẽ biến thành những nút cảm ứng, ví dụ như đây, đều là những nút cảm ứng hết. Đấy, rất dễ sử dụng, mang phong cách hiện đại hơn rất là nhiều. Kể cả là những cái phím bấm về điều hòa cũng đã được tích hợp ngay trên màn hình, giúp chúng ta sử dụng một cách dễ dàng hơn so với những phiên bản trước đây rất là nhiều. Ở đây chúng ta có cả sạc không dây. Đây, thiết kế rất là đẹp mắt. Những cái hộc để đồ này cực kỳ tiện lợi. Một đặc điểm nữa tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là hệ thống camera 360 được thiết kế hoàn toàn mới. Đây, các bạn có thể thấy này, camera 360 3D. Chúng ta có thể nhìn ở những cái góc mà rất khó nhìn. Đấy, đặc biệt là một cái chế độ nữa, đó là camera này có thể lưu giữ cái vị trí. Ví dụ như là các bạn đi đến đúng cái điểm này thì camera sẽ tự động bật lên và chiếu đúng cái góc này. Đấy, ví dụ như là các bạn đi về nhà, các bạn đỗ xe vào trong nhà thì các bạn chỉ cần lưu vị trí đó, là đi đến đúng cửa nhà là sẽ hiện lên camera đúng góc chiếu đó. Cái đặc điểm này rất là hay khi mà tất cả những cái hãng xe khác chưa có. Xe được trang bị một số những cái tính năng, hệ thống hỗ trợ lái, ví dụ như là ESP này, hệ thống hỗ trợ phanh chủ động đã được quay lại và nâng cấp lên một cách chính xác hơn và hiện đại hơn. Hệ thống Attention Assist, đó là hệ thống cảnh báo mất tập trung, cũng được trang bị trên xe. Với chiều dài cơ sở của hai trục bánh xe lớn hơn so với phiên bản trước đây, chúng ta có thể thấy là ngồi phía sau cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Cùng với đó là những chiếc ghế ở phía trước được thiết kế mỏng hơn và uốn lượn hơn so với những cái phiên bản trước, giúp cho hàng ghế phía sau cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Ghế da được thiết kế hoàn toàn mới, phong cách thể thao, và tôi cảm thấy nó êm hơn so với phiên bản trước rất là nhiều. Vẫn là rèm che nắng ở cửa, vẫn là cửa sổ trời siêu rộng, và có một cái điểm khác nữa ở đây là sẽ không có chỗ để cốc nữa, mà thay vào đó là chúng ta có thể để điện thoại hay là iPad ở đây, cực kỳ dễ sử dụng. Cốc thì chúng ta có thể có những cái hộc để đồ rất là rộng ở bên cánh cửa rồi. Cửa gió cũng được thiết kế rất là tinh tế. Ngồi đằng sau nhưng vẫn rộng rãi, thoải mái và thoáng hơn so với phiên bản trước rất là nhiều. Rồi, ok, đó là tất cả những cái gì mà ở khoang nội thất của chiếc C300. Nó là chưa đủ, nhưng mà nó là những cái điểm nhấn, điểm mới so với cái phiên bản trước đây. Sẽ thật là thiếu sót khi không giới thiệu với các bạn về khối động cơ mới của chiếc C300 AMG All New. Đây là khối động cơ 2.0, động cơ i4, sản sinh công suất cực đại lên đến 258 mã lực. Nhưng có một điểm đặc biệt, đó là được tích hợp thêm hệ thống EQBoot, giúp cho xe tăng tốc nhanh hơn và tiết kiệm hơn so với những phiên bản trước đây. Đây cũng là một cái đặc điểm nổi trội hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về chiếc C300 AMG được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đó chưa phải là tất cả những gì mà tôi muốn nói đến với quý vị về chiếc C300 được nhập khẩu nguyên chiếc này, bởi vì là nó có quá nhiều thứ mới mà các bạn chắc là phải đến trực tiếp để trải nghiệm và tìm hiểu thêm cùng với chúng tôi. Chiếc C300 AMG được nhập khẩu nguyên chiếc này đang có giá là 2 tỷ 399 triệu, nhưng sắp tới Mercedes-Benz Việt Nam sẽ lắp ráp chiếc xe này và với mức giá mềm hơn rất là nhiều, đó là ở mức giá 2 tỷ 089 triệu, nhưng lại được trang bị rất nhiều option mới, option nhiều hơn so với chiếc C300 nhập khẩu này rất là nhiều. Với cái mức giá đó thì có thể là những chiếc xe Lexus ES này, Audi A4 này, hay là BMW Series 3 không phải là đối thủ của chiếc C300 này. Nếu các bạn có câu hỏi gì hay là muốn tìm hiểu thêm về chiếc xe này, hãy đến với chúng tôi. Tôi là Trương Vân Nam, đại diện kinh doanh đại lý xe Mercedes-Benz Haxaco 46 Láng Hạ. Xin chào và hẹn gặp lại.